Chào các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn, giới thiệu cho các bạn này cách chiết cây mít một cách kỹ thuật đảm bảo và từ đầu đến cuối một cách chi tiết nhất các bạn ạ. Thì cũng theo nhiều bạn hỏi và nói có những câu hỏi rằng chiết mít có khó hay dễ. Đấy, và từ trước đến giờ thì cũng chưa thấy ai chiết mít bao giờ, liệu có được hay không. Nói thật đấy các bạn là mình cũng trước đây thì mình cũng không bao giờ mình chiết mít cả. Mình cũng ở nhà quê cho nên chẳng bao giờ chiết mít. Nhưng thấy các bạn hỏi như vậy thì mình cũng đã đi thí điểm và tìm nhiều cách với các bạn. Thì đến bây giờ mình thấy rằng là những cái phương pháp và cái cách mà nó hiệu quả nhất thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đấy, để cùng các bạn hoặc là có thể giúp cho gia đình hoặc là bạn anh em bạn bè bà con cô dì chú bác nhà nông chúng ta có cái cách để nhân giống cây mít, những cây mít ngon, năng suất, chất lượng, hiệu quả thì chúng ta có thể nhân giống đảm bảo một cách nhanh chóng và nó đảm bảo chất lượng và yên tâm. Đấy, với các bạn. Thế thì đây là một cái đoạn mình vừa mới cắt vỏ mình khoanh. Đấy, còn đang ướt. Đấy. Thì bây giờ cũng mình cũng làm sơ bộ một cái cảnh tiếp theo. Đấy. Tí nữa rồi là mình sẽ nói cụ thể các bước một. Thế thì các bạn là cái cành mít mà các bạn chọn để chiết thì thông thường thì nó phải là bánh tẻ trở nên. Đấy. Tất nhiên cành to thì cũng có thể chiết được nhưng chắc chắn là cái thời gian và cái thực sự ra rễ của nó sẽ khó khăn hơn. Đấy. Ví dụ những cành bánh tẻ thì vừa phải thì nó sẽ ra rễ nhanh hơn. Đấy. Thế thì thông thường mà nói thì cứ dưới các cái phần cành nhỏ. Đấy. Hoặc các cái mắt, các cái mấu của nó đấy thì thông thường nó ra rễ nhanh hơn các bạn. Đấy. Ví dụ như đây, cái cành này. Với các bạn này, đây nó có cái mấu này, cái mắt này. Đấy, đây có cái mắt này. Thế và đây cũng có cái mấu mắt này. Thế thì cái cả cái đoạn dưới này nó dài như thế này. Thế thì ý định của mình đấy sẽ là mình chiết cái khu vực này. Đấy, mình chiết cái khu vực này. Đấy. Thế thì báo các bạn là không để làm hỏng cái cây chủ. Thì báo các bạn thì cứ cách cái cây chủ ra khoảng 10-15 phân nó an toàn thoải mái. Thì đây có một cái mắt rồi. Thì mình sẽ tạo cái điểm mà cắt chiết ở khu vực này. Thì nó cũng đơn giản như các cái cây khác thôi các bạn ạ. Đấy, thì trước hết ta cũng khoanh vỏ. Vâng, ý định nhà mình khoảng để khoảng từ 4-5 cm. Đấy các bạn. Đây. Đây là từ đây. Đây là cái mình chiết cái vòng trên là gần sát với khoanh gần sát với cái mắt của nó. Thì từ cái mắt cái nó thì sau này nó phát triển dễ sẽ nhanh hơn các bạn ạ. Các bạn quan sát. Đấy. Tất nhiên là mình quay phim bằng điện thoại mà mình dùng một tay thì nó cũng hạn chế rất là nhiều. Thì cũng mong các bạn xem hết sức thông cảm. Bởi vì mình đây là thực sự nói mình quay chỉ mang tính chất mô phỏng này chủ yếu. Và sau này thì mình sẽ làm bổ sung thêm và làm những cái cảnh khác để các bạn cùng quan sát. Chủ yếu đây là cái phương pháp và cái cách làm. Thì các bạn cứ thực hiện đúng như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Đấy. Thế bởi vì cái cây mít này nó rất là nhiều nhựa các bạn. Đấy. Cây bé thì nó còn đỡ. Cây cành to với các bạn thì các bạn cắt khoanh vỏ này ra thì nó chảy tòng tòng luôn. Rất là nhiều nhựa. Đấy. Đấy. Đầu tiên là ta khoanh và bóc lớp vỏ ra như là các cái chiết cái cây khác bình thường. Đấy. Các bạn quan sát. Đấy, mình đã bóc vỏ xong. Đấy. Đoạn như thế này từ 4-5 cm. Đấy. Sau đó các bạn cạo cho mình. Đấy. Cạo cho mình hết cái lớp nhờn nhờn của cái cây mít này đi.
thấy nó khô khô này được. Đấy. Cứ coi như là cạo hết một lượt một vòng cũng kỹ cũng được, mà gọi là nhưng mà đừng để nó có cái vết nhờn nó sát bám sát nhau để nó tiếp nối lại cái phần vỏ cây nó liền lại, thì sau này phát triển rễ sẽ kém và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều với quá trình phát triển rễ của cái đoạn trên các bạn. Cái cây mình muốn chiết nên mình phải cạo hết một vòng đầy đủ hết cái phần nhờn của nó các bạn. Đấy. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bước thứ nhất, bước đầu tiên là mình khoanh cái vỏ cái cây này, cành này để cho nó và cạo các cái lớp bên trong, lớp nhầy bên trong đi để cho nó các cái cây, các cái tế bào nó không liền lại được nữa các bạn ạ. Đấy. Sau đó mình để khoảng có thể là 30 phút hoặc là 2-3 tiếng. Thậm chí có bạn nào có điều kiện và các bạn có thể để 2-3 ngày, thậm chí đến 1 tuần các bạn ạ. Đấy. Để cho cái các cái vết sẹo của nó, cái thương của nó khô đi. Đấy. Và như cái cành này cũng vậy, mình vừa mới làm xong đây. Đấy. Và có các bạn thì là để cho cái nhựa nó khô đi. Đấy. Và các cái vết sẹo nó cơ bản là bảo đảm là cái nhựa nó đùn ra và nó mím cái đầu vết thương nó lại. Đấy. Thì các bạn là tại sao mình mới nói lại để rất là dài dòng như thế này. Bởi vì là sau khi mình để như thế này, có thể là nhanh thì có thể là 30 phút đến một vài tiếng, hoặc là chậm thì có đậu bận là bận hoặc cái gì đó thì có thể là vài ba ngày hoặc một tuần. Đấy, để như vậy, cứ để như vậy cho nó khô vết thương và nó phát triển bình thường. Tất nhiên nếu như mà các bạn để có điều kiện thì là hoặc là các bạn chăm sóc quan sát thì là nó bảo đảm an toàn và yên tâm. Nhưng cũng có nhiều bạn, báo cáo các bạn là nhiều khi với cành mít, cây mít nó có những cái triệu chứng này khác, hoặc là có những nhiều cái lý do trời mưa hoặc là nhiều lý do khác nữa. Đơn giản ví dụ trời nắng quá hoặc là trời mưa nhiều quá, nước nó thối cây, thối rễ hoặc gì đó thì cái vết thương này nó sẽ bị ảnh hưởng đến ngay cái cành chiết của mình và cái phần trên của mình nó sẽ bị chết mà các bạn. Đấy. Chính vì vậy thì là mình để khoảng 30, tốt nhất là các bạn để khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Đấy. Sau nó khô đi thì các bạn sẽ dùng keo liền da Mỹ Tiến và các bạn bôi vào cái vết thương này để bảo đảm cho cái vết thương này nó không bị nhiễm trùng, nhiễm vi khuẩn và bảo đảm được sạch sẽ, cũng như là vết thương được khâu vá băng bó cẩn thận thì nó sẽ bảo đảm được cái cành bên phần trên của mình ít định mình nó sẽ bảo nó được tươi sống đầm tốt. Đây các bạn quan sát. Đấy. Tại sao mình lại chiết cây này, lý do cây này là cái chất lượng quả rất ngon. Đấy. Nhưng mà vì cái sâu của nó các bạn này. Đấy. Đây các bạn nhìn cây sâu. Đấy. Và thân gốc đây các bạn quan sát. Đấy. Nó sâu như thế này nó ảnh hưởng rất lớn để các bạn nhìn. Đấy. Đấy. Nó tiện xung quanh như thế này, với cái cây mà sâu nó cứ kiến nó cứ tiện xung quanh như thế này, mình cũng đã xử lý một vài lần nhưng mà nó không thực sự nói đúng rằng cái này nó phải thường xuyên cơ, còn nếu không thường xuyên cậy ra mà phun thuốc sâu hay gì đó thì báo cáo các bạn nó cây chỉ một thời gian sau là mình xử lý đơn giản thì sau này nó lại ảnh hưởng lại. Đấy, thế thì mình thì cái điều kiện mình chăm sóc nó cũng còn hạn chế rất là nhiều. Đấy. Thế thì chính vì vậy mà đến bây giờ mình cũng là một cái cách mình thử nghiệm và nghiên cứu cũng như giao lưu cùng các bạn, muốn chia sẻ
Thì mình báo cáo các bạn là với cành mầm như thế này, cây nó có chất lượng quả thì mình muốn nhân giống nó ra bằng cách chiết. Thì trước hết bước đầu tiên là khoanh vỏ từ 4 đến 5 cm, chọn cái vị trí khoanh phía trên thì sát đấy, tức là chọn cái phần khoanh phía trên này thì nó phải, các bạn này phía trên này thì nó phải sát với cái mầm đấy, ví dụ cái cành nó ra đây, hoặc là nó không phải ra cành, nó có cái mầm thôi, như đây nó chỉ là mầm đấy các bạn nhìn này, đây thì mình cho sát vào đây, thì sau này từ cái mầm này ra, hoặc là phía trên người này xung quanh đây nó ra rễ sẽ rất khỏe ăn, cây gì cũng vậy các bạn à, cứ sát các cái khu vực cành đó thì nó ra mầm rất là tốt đấy. Xong chúng ta cạo cái lớp nhầy bên trong đi, bóc vỏ xong chúng ta cạo lớp nhầy bên trong và chúng ta để khô 30 phút hoặc 20 tiếng đấy, xong chúng ta bôi keo nền sạn đấy. Bây giờ các bạn đi theo mình. Đấy, đây cũng là một cái cây mình đang có ý định chiết đây, và mình cũng đã cạo vỏ được một lúc rồi, trước cái chỗ cái đoạn vừa rồi mình mới quay cho các bạn xem. Thì báo các bạn đây, cái cây này thì nó mọc từ cái cây thụ, cái phần cây to chính này đây, đây các bạn nhìn. Đấy, cây này ra quả rất sai và rất là chất lượng, báo các bạn như vậy. Đấy thì nó mọc lên cái cây con này. Thì cái cây này báo các bạn thì mình để nó cũng không có tác dụng nhiều. Đấy. Thế thì cũng vừa là thí điểm, vừa thí nghiệm, vừa cũng là giao lưu cùng các bạn cái phương pháp, cái cách. Đấy. Thì mình chia sẻ với các bạn. Đấy. Sau này được cái phần hai cái cành trên này thành hai cây, thì sau này mình sẽ chiết nốt cái đoạn dưới các bạn. Đấy, các bạn quan sát. Đấy. Thế sau khi cái vết thương này nó khô, thì báo các bạn thì mình dùng cái keo nền da Mỹ Tiến. Báo các bạn là mình keo nền da Mỹ Tiến, mình bôi vào cái vết thương này. Đấy. Báo các bạn mình làm một tay, cho nên là một tay quay cho nên quá nhiều cái nó cũng bất tiện, mong các bạn hết sức thông cảm cho mình nhá. Đây, mình bôi vào vết thương để bảo vệ cái vết thương của cái cành mình vừa mới. Đấy. Các bạn cứ bôi kỹ cho mình. Đấy. Như là bôi vào các vết thương mình cái cây cảnh cho các bạn như vậy. Đấy. Sau khi bôi một lượt xong kỹ càng hết lượt như vậy các bạn. Đấy. Thì là mình yên tâm. Thì mình cứ để như thế này với các bạn như vậy. Mình cứ để như thế này khoảng 2-3 ngày đến 1 tuần với các bạn. Thì mình đã bôi keo nền sẹo này, thì báo cáo các bạn là cái phần trên này mình yên tâm là mình không sợ chết rồi các bạn. Còn nếu như mà mình không bôi keo nền sẹo này thì nhiều cây, mà đặc biệt vào cái trời nắng thì nó sẽ bị chết đấy. Đấy. Có các bạn. Đây, hoặc như mình đây. Thì mình vừa mới bọc cái giấy thứ bóng xong. Thì mình để 3-4 ngày nay rồi. Thế thì sau khi mà cái đoạn này nó khô đi rồi, mà nó không ảnh hưởng gì đến cái vết thương và cái cành lá vẫn bảo đảm xanh tốt. Để các bạn quan sát. Đấy. Thì bắt đầu mình tiếp tục dùng giấy bọc thức ăn, hoặc là cái giấy chuyên ghép cây, hoặc là không có thì có thể các bạn dùng túi bóng được. Các bạn quấn từ dưới lên. Đấy, quấn từ dưới lên. Quấn kín xung quanh và quấn ngược lên trên này. Đấy, khoảng 5-70 phân gì đó tùy các bạn. Thì sau này nó sẽ bảo đảm được cái quá trình ra rễ nó hiệu quả hơn, bó bầu dài hơn, rễ ra dài hơn, thì các bạn kết quả cái cây của mình sẽ tốt hơn. Đây các bạn, vết cạo vỏ đã rất khô. Đấy. Và cành nó vẫn tươi, chứng tỏ này nó bảo đảm là tương đối tốt. Yên tâm. Đấy.
Đấy. Thế và mình tiếp theo mình quay cho các bạn xem vào cái phần cái cành mình vừa cạo. Đấy. Ví dụ như hai cái cành này. Thế bây giờ mình cũng tổ chức mình bôi keo niền sẹo cho nó. Đấy. Nó cứ khô nhựa sau 2-3 phút hoặc là 1-2-3 tiếng hoặc 1-2-3 ngày hoặc tuần tùy các bạn. Nhưng các bạn phải đảm được cái thời tiết của nó và nó bảo đảm nó không được khô héo và chết. Đấy, như nhiều khi thời tiết nó nắng quá mà các bạn cắt ra thế này mà không có bôi keo niền sẹo hoặc là không bó gì đó thì không bảo đảm được thì cành phần trên của bạn sẽ bị héo nhỏ và chết ngay các bạn. Đấy. Mình sẽ bôi cái keo niền sẹo như thế vậy thì cái cành của bạn phần trên này chắc chắn là yên tâm. Yên tâm không có sợ gì nó chết cả. Đấy, như là vết thương nó được khâu, được băng bó rồi. Đấy. Có điều là cái độ phát triển nó sẽ kém đi thôi. Đấy. Đấy. Sau mình khi bôi xong như vậy thì báo cáo các bạn là mình sẽ để một tuần 7-10 ngày. 7-10 ngày. Còn là bạn nào mà không có thời gian có thể là 2-3 ngày sau khô đi thì các bạn nào mà làm ngay cũng được. Thì lúc bây giờ các bạn sẽ dùng giấy ni lông hoặc là túi bóng hoặc là giấy bọc thức ăn, nếu các bạn cắt ra các bạn là quấn vào như vừa rồi mình nói thì cây sẽ bảo đảm được như kiểu vết thương nó bị băng bó. Đấy. Và kết quả thì các bạn báo cáo các bạn là mình cho các bạn cùng xem mình cũng đã làm trước cách đây một tuần. Đấy. Thì là mình cảm giác đến bây giờ thì nó đã có thể là bó chết được rồi, nhưng mà mình để vài ba hôm nữa rồi mình hẵng cho nó quá ra là mình bó thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Các bạn đây, mình cho các bạn xem đây là cái cành mình cắt ra mình cạo. Đấy. Cắt chiết và mình bó thì từ cái chỗ bó này bó các bạn nhìn nó đã thâm. Đấy, nó phá cái phần vỏ ra và như kiểu là đùn ra mọc rễ đấy các bạn ạ. Thì những chỗ đó nay mai mình bó đất vào là nó ra rễ ngay, và những cái chỗ vết thương này nó không có ảnh hưởng gì, nó chỉ là khô vỏ mà không vỏ nối liền nhau. Phần cành trên mình vẫn cứ đảm bảo sống khỏe bình thường. Đấy. Và đây. Đấy, cành này rất là to. Các bạn nhìn, gần một cổ tay mình. Đấy. Thì là đây, các bạn nhìn. Nấm tấm rễ cũng đã phát triển. Thì các bạn như thế này thì báo cáo các bạn là các bạn bó đất vào, bó bầu vào là chắc chắn là nó sẽ ra rễ rất là khỏe đấy các bạn này. Đấy, ra ngay đây. Đấy. Đây, các bạn nhìn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Khi nó nấm tấm như này thì các bạn sẽ có tổ chức bó đất được vào thì các bạn sẽ nó sẽ ra rễ rất là nhanh. Đấy. Và đây. Và mình bóc thử một cái cành này ra cho các bạn xem. Đây. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Đây, mình bóc cho các bạn xem thử rõ hơn. Đây là cái giấy ăn mình cắt ra các bạn. Đấy. Giấy ăn mình cắt ra. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Thì mình cho các bạn xem thôi, khả năng cái chỗ này như cây này thì khả năng tí mình vẫn phải bọc lại. Mình thứ nhất là mình muốn cho nó, hoặc là mình có thể mình tổ chức chiết nơi bó luôn đất vào cái cây này để cùng làm các bạn xem thí điểm xem là tầm này bó đã chuẩn lắm chưa. Đấy. Đấy, mình sẽ bó một cây này cho các bạn quan sát. Đấy. Các bạn nhìn. Đấy.
đây. Đấy. Kể cả phần dưới này nó cũng còn đùn như thế này các bạn này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Thế thì với cái như thế này thì mình bó vào bây giờ là báo cáo các bạn là nó sẽ ra rễ và nó phát triển rất là tốt, yên tâm chứ không như cái cành khác. Đấy. Còn trước đây mình đã thử, báo các bạn đây, mình thử để rút được cái kinh nghiệm bài học thì mình cũng đã thử, thì như cái cành này mình cũng đã thử và đã chết. Như cái cành này đây, cái vết cắt thì cao quạt này các bạn cũng thổ chức chiết thử bằng phương pháp nọ bằng phương pháp kia thì đã chết. Đấy, các bạn nhìn quan sát đây, cái cắt đây và trên này nó thối hết, không có gì cả, đã chết. Đấy. Đấy. Thế thì báo cáo các bạn là mình không phải là mình nằm bừa nằm ẩu nói để câu view hoặc gì đó, nhưng đấy là cái mà mình cũng trải qua kinh nghiệm đúc rút thực tế. Đấy. Mình làm mà mình sẽ thấy khi nó có đạt được hiệu quả mình mới dám chia sẻ với các bạn. Đấy, thì các bạn cùng quan sát với mình. Thế thì là mình cũng không làm mất thời gian các bạn nữa. Và bây giờ mình đã đi chuẩn bị đất. Đấy, để mình bó cái cây này. Đấy. Thì sau này khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, tức là trong vòng khoảng từ 2 đến 3 tháng, bao các bạn chắc chắn mình sẽ có một cái cây mít đem ra trồng. Mà khi đã cây mít chết này là khi từ cây có quả. Đấy, từ những cây chưa có quả thì mình không chưa dám khẳng định nhiều, nhưng mà đã chết mà từ những cây đã có quả thì các bạn chỉ 1 năm sau các bạn có thu hoạch. Đấy, thì nó sẽ cho các bạn thu hoạch. Đấy, thế thì mình xin cũng tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, và gặt hái được nhiều cái kinh nghiệm giúp đỡ cho gia đình, bạn bè và người thân cũng như là bà con nông dân chúng ta những cái kinh nghiệm hữu ích tốt để giúp ích trong quá trình trồng trọt đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. Xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.